Mục tiêu kép chống dịch và phục hồi kinh tế đang được thực hiện ở hầu khắp các lĩnh vực. Sau thời gian trầm lắng, trì hoãn, thậm chí là kiệt quệ ở một số ngành nghề, thì việc tuyển dụng nguồn lao động trong giai đoạn hiện nay có thể xem là vấn đề quan trọng. Ghi nhận ở thị trường bất động sản, khi mà nhiều dự báo lạc quan về đà tăng trưởng sẽ sớm trở lại, việc tuyển dụng và nâng cao nguồn nhân lực trong ngành là cần thiết. Đây cũng là cơ hội cho người lao động sau thời gian bấp bênh vì tác động của COVID-19. Hơn 60 đơn vị tuyển dụng mang đến khoảng 10.000 cơ hội việc làm cho người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật tại Nhà văn hóa Thanh niên và có thể xem là một trong những hoạt động tuyển dụng lao động có quy mô lớn nhất trong giai đoạn chúng ta đã dần kiểm soát được tốt dịch bệnh COVID-19. Chị Tuyết, anh Thành đến tìm hiểu về môi trường làm việc trực tiếp từ các nhà tuyển dụng. Em sẽ thấy rất nhiều người giàu lên vì bất động sản, cho nên là em là muốn chuyển từ ngành pháp luật sang ngành bất động sản. Em muốn có thêm thu nhập, có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Giúp người lao động tiếp cận, trao đổi, tìm cơ hội nghề nghiệp, nhiều nhà tuyển dụng chú trọng mang đến các giá trị cho ứng viên hơn là đưa ra các yêu cầu. Đó là một điểm khác biệt trong công tác tuyển dụng ở giai đoạn hiện nay. Đầu 2021, khi mà Covid đã dần dần hồi phục, khi mà vaccine đã được tiêm dần dần các nước trên thế giới rồi, thì bất động sản Việt Nam đang hồi phục rất là nhanh. Thì dựa vào sự tăng trưởng này thì tôi thấy là sự thiếu hụt ở trên thị trường lao động hiện giờ vẫn có, và hiện giờ đang rất nhiều những người mới đang muốn gia nhập vào thị trường này. Chúng tôi là cũng là tham gia vào để mà tổng tuyển dụng, để giúp cho cái thị trường bất động sản Việt Nam phục hồi, để mà đưa sản phẩm tới những người tiêu dùng. Tập trung triển khai hàng loạt các dự án lớn, Vinhome cho biết đang chú trọng đào tạo các chuyên viên kinh doanh, cung cấp thêm nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp bài bản về marketing, truyền thông cho nhân viên. Đó là giải pháp cho bài toán nhân lực trong bối cảnh hiện nay. Trong thời gian tới của chúng tôi, Vinhome sẽ triển khai rất nhiều các dự án, các cái đại đô thị mang đẳng cấp quốc tế với quy mô hàng nghìn hecta. Thì với một cái lực lượng bán hàng hùng hậu như vậy, chúng tôi hy vọng rằng là sẽ mang một cái cơ hội rất lớn cho các bạn CEO môi giới bất động sản về thu nhập, về cơ hội thăng tiến. Không chỉ mang lại hàng ngàn cơ hội việc làm hấp dẫn, ngày hội tuyển dụng này còn là dấu ấn tái khởi động của nhiều đơn vị trong giai đoạn hậu COVID-19.